Namaste, chào mừng các bạn đã đến với bài tập của ngày số 7, ngày cuối cùng trong chuỗi yoga 7 ngày dành cho người bận rộn cùng với Hằng Nga. Vừa qua thì Hằng Nga rất vui khi nhận được rất nhiều các feedback tích cực, chỉ dành có mấy phút thôi mà các bạn ấy đỡ hẳn phần đau cổ vai gáy. Rồi một số bạn ngồi lâu thì không có đau lưng nữa, không mỏi lưng. Một số bạn thì trong giờ làm việc các bạn nói là ngồi lâu mà làm ở trong văn phòng và thấy đầu nó ủ hết cả ra. Và khi tập cái bài tập để hít thở như vậy, thấy đầu óc nó sảng khoái hẳn ra và nó rất là vui. Và các bạn hãy nhớ nhé, hãy giúp Hằng Nga là chia sẻ thêm bài tập này đến nhiều người hơn nữa để chúng ta cùng có một sức khỏe tốt hơn. Và bây giờ hãy sẵn sàng nào, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập của ngày cuối cùng nào. Ta sẽ trở về trên thảm, ta ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân ra phía trước, hai bàn chân song song với nhau, mở rộng bằng hông, hai tay đặt dưới khuỷu chân, hít sâu nâng ngực, đẩy căng ra cổ, đúng rồi, ướn cơ ra, lấy thêm oxy trong cơ thể, thở ra cuộn cu lưng lại, mắt nhìn rốn, lần cuối hít sâu nâng ngực, ướn ngực đẩy căng ra cổ, thở ra tốt, thở ra cuộn lưng lại, mắt nhìn rốn, lần cuối hít sâu nâng ngực, đẩy căng ra cổ giữa đây, 6, nam nào ấn ngược lên, 4, lấy thêm oxy, 3, 2, 3, 1, thở dài, cuộn lưng lại, mắt nhìn rốn và giữ, 1, 2, cảm nhận đốt sống cổ, đốt sống ngực kéo giãn, 3, 4, 5, 3, 6, hít buông lỏng, thở ra, rồi ta duỗi thẳng hai chân ở phía trước, mình duỗi nhẹ. Rồi, co chân phải của chúng ta, áp vào má trong của đùi trái, bạn sẽ sử dụng một cái sợi dây tập, và nếu không có chúng ta sẽ lấy cái chiếc khăn bông nhé. Hít sâu vươn dài lưng giãn cột sống, thở vòng giữa dây với lòng bàn chân trái, ưỡn ngực thẳng lưng, rồi bây giờ chúng ta gập xuống nào, hãy đẩy thẳng cái lưng của mình lên. Rất tốt, đúng rồi, và ta giữ, 6, ưỡn ngược lên 5, rất tốt, 4, 3, 2, rất tốt, 3, 1, hít, vươn người lên, rồi thở ra, buông tay xuống, rồi nhấc chân phải của bạn, bạn chéo qua đầu gối chân trái, bạn người, nào, tay phải chống sau mông, hít sâu vươn tay trái lên, lưng dài lưng giãn cột sống, thở vặn qua phải. Bài tập này sẽ giúp chúng ta nắn chỉnh lại cột sống nhé. Khi mình ngồi lâu thì lưng nó sẽ khá là mỏi. Bài tập này sẽ giúp chúng ta đỡ các cái cơn đau mỏi lưng, ưỡn ngược lên nào. Thẳng ưỡn lên, mắt nhìn sang ngang sửa qua vai. 6 5 Thích cái trỏ tay vào đầu gối vặn sâu hơn một xíu nào. 4 Rất tốt. 3 2 Đúng rồi. 3 1 Hít. Xoay người về trước. Rồi thở ra, ta đổi bình. Cao chân trái áp vào mặt trong của đùi phải. Bài tập được rất tốt cho những ai ngồi lâu mà hay bị đau thần kinh vại nhé. Nào hít sâu vươn hai tay, vươn dài lưng giãn cột sống, thở vòng dưới dây vào lòng bàn chân phải, vươn ngược lên thẳng lưng nào. Hãy nhớ thẳng lưng chúng ta lên nhé. Bình thường mình ngồi ở văn phòng hay bị cuộn lưng lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng chỉnh cột sống, vươn ngược lên nào. 6 Vươn ngược lên nào, thẳng lưng ra nào, thẳng cả lưng dưới nhé. Mắt nhìn bàn chân phải, 4, rất tốt, 3, 2, đúng rồi, 3, 1, hít, vươn lên, thở, buông tay, rồi nhấc cẳng chân trái của bạn bắt chéo vào phía ngoài của đầu gối chân phải, tay trái chống sau mông, hít sâu vươn tay phải lên, rất tốt, dài lưng giãn cột sống, thở vặn người qua trái, hít cái chỏ tay vào đầu gối nào, vặn sang trái, mặt tiến sang ngang, sượt qua vai trái. Nào thẳng cái lưng của chúng ta lên. Bài tập này còn rất tốt cho tiêu hóa. 6, ưỡn ngược lên. 5, bài tập này còn giúp các bạn đốt mỡ vòng eo nhé. 4, 3, thẳng sâu hơn mà hơi thở ra. 2, rất tốt. 3, 1, hít, xoay người về trước. Thở, rồi duỗi thẳng hai chân, duỗi nhẹ. Rồi hai chân chúng ta trụm lại nào. Tiếp tục mang sợi dây, hít sâu vươn dài lưng giãn cột sống, thở bằng sợi dây vào lòng hai bàn chân nặng, lưng ngực đẹp, rác tốt, thẳng lưng lên. Rồi bây giờ chúng ta gập xuống giữ nào. 6 5 4 rác tốt, 3 2 rồi 3 1 hít vươn lên, rồi thở
thiền, và bao hai chân lại, bàn chân song song, hai bàn tay mình bám chặt xuống dưới thảm. Hít sâu, rít rút cơ bụng của mình lên nào. Hãy siết cơ bụng của các bạn lại nhé. Đẩy cái ngực mình lên, giữ cái lưng chúng ta thẳng. Mình không cong lưng, không ngả về sau nhé. Và ra nâng hai bàn chân lên khỏi thảm. Và tùy theo cái độ khỏe của cơ bụng, bạn có thể nâng một xíu này cũng được. Tập tốt hơn thì bạn nâng lên song song với lại sàn. Đó, rút bụng lên và giữ đảo 6. Rút bụng lên, siết cơ bụng 5. Tốt hơn nữa thì bạn có thể vươn hai tay ra, tay chúng ta song song với sàn 4. Rút bụng lên 3. Đấy, tốt 2. Rồi, bài tập để cho chúng ta một cơ lõi săn chắc, một cơ thể khỏe mạnh. Và 1. Rất tốt, thả xuống, thở ra. Rồi hai chân chúng ta co lại, bắt chéo nhau ở cổ chân. Rồi chống hai tay về đầu thẳng, đẩy lùi lại, mông ngủ lên gót chân đứa trẻ, hai tay vươn dài ra phía trước, chán chạm thảm. Hai gối tách bằng hoặc rộng hơn vai đứa trẻ. Thư giãn tại đây, hít sâu và thở chậm. Bài tập để giúp chúng ta lấy lại nguồn năng lượng. Hít sâu, thở chậm. Rồi từ đây bạn nhấc đầu lên, chụm hai gối lại, di chuyển đầu của mình về gần phía hai đầu gối. Hai tay bạn nắm lấy gót chân từ ngoài vào trong, hít sâu. Nâng đầu lên, rồi thở ra di chuyển về gần hai gối. Tiếp tục nhẹ nhàng nhấc mông lên khỏi thảm. Nào, chúng ta giữ ở đây. Tư thế này sẽ giúp mình là một tư thế đảo ngực nhẹ, giúp chúng ta lưu thông máu huyết rất tốt. À, giữ nào, hít sâu, thả lỏng, thở chậm. Bạn cũng có thể nhắm mắt lại nhé. Rồi hít sâu, thở chậm. Rồi từ từ, mông ngồi lên gót chân, tiếp tục vươn dài hai tay ra phía trước, chán chạm thẳng, tha lòng. Hít sâu, thở chậm, thăng giãn toàn bộ cuộc sống, tha lòng toàn bộ cơ thể. Rồi từ đây chúng ta nâng người mình ngồi dậy. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành bài tập của ngày cuối cùng trong chuỗi yoga 7 ngày dành cho người bận rộn cùng với Hằng Nga. Và các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta chỉ cần dành mỗi ngày 50 phút thôi. Và nếu các bạn có nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ tập vào buổi sáng này, mình tập buổi tối này. Và rất nhiều bạn đã tranh thủ tập vào trong giữa giờ khi chúng ta làm việc. Và bài tập đã giúp các bạn có một nguồn sức khỏe dồi dào hơn, cho chúng ta tái tạo thêm lại nguồn năng lượng mới. Và bạn đừng quên hãy chia sẻ bài tập này tới những người bạn xung quanh của mình nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Hằng Nga, ủng hộ Hằng Nga để Nga có thêm động lực và làm các cái bài tập tiếp theo. Và nếu như bạn muốn rằng có thể được đồng hành hơn cùng với Hằng Nga thì hãy tham dự vào cái nhóm tập yoga online miễn phí cùng với Hằng Nga ở trên Zoom, mà chúng ta sẽ được chỉnh sửa động tác nhiều hơn, chỉnh sửa định tuyến tư thế nhiều hơn. Bấm vào cái link tham gia nhóm ở bên dưới bài đấy. Và bạn cũng muốn rằng bạn sẽ thường được tham dự các cái nhóm tập yoga online có trả phí cùng với Hằng Nga thì cũng đừng ngần ngại inbox cho Nga nhé. Rồi, Hằng Nga rất vui được đồng hành cùng với chúng ta. Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài tập tiếp theo. Namaste.